mình thu phục con cá sấu này nhá. Ui, ôi thôi thôi thôi, từ từ từ, nó đang trốn đi đây này. Ui con này, ui đưa đưa, con nó trốn kìa các bạn ơi. Từ 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 từ, từ 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 từ, ui ui, các bạn ơi, hôm nay chị Thảo có một cái cây nấm á. Wow, hôm nay chị Thảo ngồi luôn vào trong cái bể cây nấm này. À các bạn ơi, các bạn có biết là đây là một cái bể cây nấm của chị Thảo không? Wow, cây nấm đẹp chưa các bạn ơi? Wow, ui chị Thảo có một cái cây gì đây? Cây thần kỳ gì đây? Trong trắng này. Wow. Có đủ sắc màu này. Ui wow, đẹp thế. Bây giờ mình sẽ chị Thảo sẽ thổi cho nó quay nhá. Ờ đây. Thổi cho quay đi xem nào. Wow, mấy cây này quay được này. Ui đẹp đây, chưa này hai. Đây gọi là cái cây thần kỳ đúng không? Quay đấy các bạn ạ. Ừ. Đấy, các bạn thấy á, cái cây này của chị Thỏ đẹp không này? À, ui chị Thỏ còn có cái con gì, những cái con gì đây? Các bạn có biết á, chị Thỏ có những con gì không? Đẹp chưa? Ui. Đây là những cái con lạc đây, các bạn ơi. Ui, đấy, mấy cái con này đẹp chưa này? Này. Ui, này. Hình Doraemon nè. Đấy, các bạn nhìn này. À, hình này. Wow, đẹp chưa này? Ui, đẹp lắm các bạn ơi. À, wow. Đây là một ui. Bạn chim này. Bạn đây là những cái chú lật đật này. Wow. Đây này, mình còn nhiều. Ui còn nhiều thế. Ui chị Thỏ còn nhiều chưa này các đấy, bạn ơi. Bây giờ mình wow. sẽ bọc ra để cho nó đứng lên nhé các bạn nhé. Rồi đấy, à bây giờ chị Thỏ ơi, bây giờ mình đi tìm các đồ chơi về để chơi với con lật đật đi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm các con vật về để chơi cùng với bạn lật đật nhé các bạn nhé. Ừ. Nào đi thôi. Ui các bạn ơi, ui chị Thỏ đang làm cái gì đây? Đang vồ được con gì đây? Họ mới vô được một cái con gì nó nhiều lông lắm các bạn ạ. Wow. Đây, chị Thỏ phải lấy cái bạn sư tử này. Đâu đâu? Đè lên để cho con đấy khỏi chạy đấy. Có một cái con sư tử gì á mà cái mồm nó đẹp chưa này các bạn ơi. Ui, wow. Nó đẹp chưa này các bạn này. Cái con sư tử này nó đang cắp cái con gì đây? Đây là một cái con rết đấy các bạn ạ. Trời ơi, nó đang cắp đấy. Một cái con rết to đấy. Chưa này? Thả con rết ra đây cho wow. nó vào các bạn ơi. Rồi. Rồi. Ui. Bây giờ này. Ui bây giờ mình sẽ cho bạn sư tử này chạy nhé các bạn nhé. Rồi, ui, nó chạy đi đâu? Ui, này. Ui ở đây còn có một cái trong chóng nữa đây này các bạn ơi. Wow, ui, cái con sư tử này xem nào. Wow, ui, cái con này nó bị làm sao ấy? Wow, nó đang chạy đây này các bạn ơi. Wow, đấy. Ui, rồi. Wow, nó ngã rồi các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Rồi mình thu phục cái con sư tử này đây. Thu phục con rồi, sư tử. Ui, một con sư tử này. Ui. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem là con gì mà nó có nhiều lông ở trong này nhé các bạn nhé. Ừ, đây này. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở nhá. Ừ, mở ra một, đi. 1, 2, 3, ui, một con ngan. Đây là một bạn này là bạn ngan đấy các bạn ạ. À. Ui. Ui. Wow. Hay là bây giờ mình thả ra cho chơi với những bạn gà của mình đi. Ừ, chị Thỏ ôm một người đi cho đẹp. Wow. Đấy, bạn thịt của mình dễ thương chưa các bạn ơi. Đấy. Mình sẽ thả ra đây nhá. Ui, cho đấy, nó đi chơi nhá. Rồi, ui, ở đây còn có cái con gì đây này? Có cái con gì này? Wow. Ui, đây có một bạn nâu này các bạn này. Ui, một con chó nâu nó đang wow. nó cắp cục xương hay cục gì đây này? Ừ, nó đang cắp cục gì. Ui, hình như ui, cái hình giống cái con mắt ấy nhỉ. Wow, à các bạn ơi, đây là một chiếc kẹo cái con hình con mắt đây này. Wow, nó có cặp hai chiếc kẹo con mắt ở đâu về đây này. Ui, to chưa này? Hay chưa này các bạn này? Ui, đấy. Bạn đâu rồi. Mình hay chưa này? Rồi, đâu mình xem nào. Rồi, đấy. Cho bạn đâu ra đây đi. Rồi, để xem trong này có cái gì. Có gì nào? Mở ra đi. Cùng lật ra. Ui. Nhá. Wow, con voi này các bạn ơi. Ui. Ui, đây này, hình như là một cái con voi này, hình như là cái câu cá này đúng không? Đúng rồi, đây mình còn thấy có hai cái con câu đây này. Ui. Ui, đấy bây các giờ bạn nhìn thấy chưa? Hai cái này để mình câu nhá. Ừ đúng rồi. Đúng đấy rồi. Chị Thảo câu cá đi. Câu này tôi sẽ wow. câu nhiều hơn của bạn này. Đây để mình câu cá cho. Ôi chết rồi. Ôi đây. Wow. Câu cá này khó quá các bạn ơi. Ui. Wow, nhìn này. Ui, các bạn ơi. Không câu được con nào các bạn ơi. Ôi, mình câu ui. Rồi đây các bạn ơi. Ui chị Thảo câu đấy, được một con rồi. Câu được một con này. Hai thì mình nhúc lên nhá. Bây giờ mình nhúp con cá này ra, con nào thò lên là mình nhúp. À, bạn câu không được, bạn chơi xấu, bạn nhúp. Wow, mình nhúp hết nhá các bạn nhá. À, bạn chơi xấu quá đi. Đấy, mình nhúp hết mình cá này. Này. Wow. Mình không câu mà mình nhúp luôn đấy các bạn ơi. Các ui, bạn nhúp hết con cá mình ra này. Wow. Này. Ui, nó cứ lú đầu. Thôi,
ơi. Bây giờ mình nhúc này các bạn. Nhúc cá các bạn ơi. Wow. Rồi các bạn ơi. Thế là mình đã nhúc hết cá ở chỗ này rồi này các bạn ơi. Rồi. Wow, đây là một con voi câu cá này. Wow, con voi của mình dễ thương chưa này các bạn này. Các bạn ơi, chị Thỏ đang nghịch cái gì ở chỗ này đây? Các bạn ơi, mình đang dụng, mình thấy ở bên trong ấy có một con thỏ đấy các bạn. Đâu, con thỏ nào? Ui, cắp mất cái lá cây của mình rồi. Thôi. Giờ mình phải nhổ lá cây khác. Ôi, đâu cái gì hay thế? Ở đây có một ngôi nhà mà. Đây. Có con gì ở bên trong này đây? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đâu, đấy, có con gì bên trong này các bạn ơi? Nó đang ăn cái cây cỏ của mình này các bạn này. Cái con gì nó đang ngậm mồm, nó chui ra ấy nhỉ? Ui, hay thế nhỉ? Ui, thì đâu, để mình thò tay vào xem nào. Bắt xem nào. Ui, con gì nhỉ? Ui. Ui, con gà đâu, kìa. Đâu phải con gì đâu, đây là một con gà mà. Wow, một con gà đó mà. Nó ui, cái cây cỏ của mình ấy. Ui, con gà này nó còn chạy được cái sao này. Ui, nó đang chạy này. Wow. Ui, đây này, nó chui ra rồi. Ui, nó chui đi ra kia rồi. Để xem nào. Các bạn ơi, ui, già một con thỏ. À, đây là một bạn thỏ. Wow. Hàn nào á, bạn nghĩa giật hết cả mấy cọng cỏ của mình đưa cho bạn nghĩa ăn đấy. Ui, đây hình như là con thỏ này. Ui, con thỏ này nó đang canh giữ cái gì trong này đấy. Ui, cho nó xuống đi. Rồi, cho nó xuống, nó chơi mấy lại con gà đi. Ui, một con gà màu hồng nữa đây. Đây lại một con gà nữa. Wow, hai con gà rồi. Đâu. Ui, con gà này nó chạy được này. Ui, đâu. Để cho gà màu hồng kìa. Đây, cho hai con gà nó mổ nhau xem nào. Nó đang đi mổ nhau này. Wow, hay chưa này. Ui, ba con các bạn ơi. Ui. Rồi, một con này à. Hai con. Ui, con này nữa là ba con gà. Đấy. Rồi, xem trong này có cái gì nữa nhá. Mình mò xem có con gì không nhá các bạn. Đâu. Wow. Ui, con gì đấy, con sóc à. Ui, đây là một con sóc này các bạn này. Wow, không phải. Đây là hình như là một con thỏ tai nó to này mà. Ôi xanh nhưng mà nhìn nó giống con sóc lắm đấy các bạn ơi. Cái con này nó giống con sóc. Ui, thả nó ra đi cho nó chơi với lại con thỏ kia kìa. Kìa. Mình sẽ đây này. Thả bạn ra cho bạn chơi với bạn thỏ kia nhá. Đấy cho nó ra đây nó chơi nhá. Ra vườn nhặt thỏ đấy các bạn kìa. Ui, nó đang đi ăn cỏ đấy. Bạn thỏ ơi, bạn dễ thương chưa này? Wow, cái con thỏ này đang đi ăn cỏ này. Ui, đây nữa này. Wow, các bạn ơi. Ui, xem có cái gì bên trong không? Trong có gì không nhá? Rồi. Đây, có cái gì đây? Có cái gì ấy các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Ui, cái nó gì có đây? Con heo này. Ui, mình tút ra xem nào. Ui, bây giờ. Ui, cái đầu của con heo nhỉ. Wow. Đâu xem nào. Ơi đây đúng rồi, phải tút cái đầu này. Đúng rồi. Wow. Ôi, được rồi này các bạn này. Ui, cái đầu đó, đâu. Wow, các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn. Ui, này. Cái đầu con heo hay nhỉ. Ui, nhìn. Wow, để mình xem này. Nào. Ui, nó phì lên cái gì lên kìa. Ui, nó phùi cái gì lên ý. Ui, nó phùi. Wow. Nó phủi cái gì lên thế này các bạn ơi. Wow. Ui, cái quả gì nó phủi lên đây này. Wow các bạn ơi. Ui bong bóng lên này. Wow. Rồi các bạn ơi, con này nó phủi, biết phủi bong bóng ra đây này. Ui. Nhìn đẹp chưa này các bạn này. Rồi mình để ở đây nhá. Ui, cái con này nó phủi bong bóng lên này nhiều chưa này. Wow. Ui. Đây. Ui, bạn nâu á, bạn mới ở trong ngôi nhà này. Đâu. Xa này các bạn này. Wow, hình như là bạn nâu á, bạn ấy bạn đang chơi mấy cái quả bóng bóng này đúng không? Wow. Ui, bóng bóng của bạn đây, các bạn nhìn này, bạn nâu ạ. Đây này. Các bạn này. Hình như là cái con ếch này nó phun cái nọc ra đây này. Ui. Đây này, cho nó ở đây nhá. Con gà này. Wow. Đấy, nhìn bạn nâu mình dễ thương. Ôi, chị Thỏ đang nghịch cái quả bóng gì đây? Quả bóng này nó đang dính ở dưới cái chậu nước này của chị Thỏ này các bạn wow, này. Wow, ôi quả bóng này không biết nó nổ ra con gì không đây? Bây giờ chị Thỏ sẽ đập một cái để xem nó nổ ra con gì nhá các bạn nhá. Wow, đâu ạ? À? Ui, ui, 1, 2, 3. Ôi, quả bóng. Quả bóng này không nổ đâu. 1, 2, 3. Thôi, không được rồi. Ui, ở bên cạnh quả bóng nó có một cái gì đây này. Ui, nó nổ rồi. Các bạn ơi. Nó nổ ra cái gì đây? Mình không thấy nó nổ ra con gì các bạn ạ. Ui, quả bóng này không có cái gì rồi các bạn ơi. Có mỗi cái xác. Wow, đây mình này. Xem nào. Ui, ở trong này hình như có cái gì. Các bạn wow. ơi. Wow, ui nhiều cá chưa này. Hiện ra một cái bể này nhiều cá chưa này. Ôi, nó có cả cái lá khô này các bạn này. Ui, để mình trao cá xem nào. Bây giờ bạn trao cá đi. Wow, xem nào, không biết có con gì không các bạn ơi. Ui, wow, ui, được một nhiều chưa này. Đây, bạn bỏ cái chậu này đi. Đây. Ui, bạn đây. Wow.
Wow, các bạn đấy, ơi, các bạn nhiều nhỉ? Chưa? Ôi, được những quả bóng này. Hay là bây giờ mình thả vào cái bể của cây đúng nấm rồi. Này của mình nhá. À, ôi, mình nhìn này. Mình bắt cá, mình cho vào cái bể cây nấm này đi. Đây, bây giờ mình bắt nhá. Đây. Đấy, cho vào đấy. Úi, những rồi. Bạn cá của mình tung tăng á, nhìn thích chưa này các bạn này. Wow, đấy, bạn cá vàng cái này. Rồi, bây giờ bạn trao tiếp đi. Wow, để mình trao tiếp nhá. Ôi, mình sẽ trao con cá này xem nào. Ui, chỗ này nhiều lắm các bạn ơi. Ui, không được con nào rồi các bạn ơi. Wow. Ui. Wow, các bạn ơi. Ui. Rồi mình đổ luôn vào đây này. Bây giờ bạn đổ luôn vào đây đi. Wow. Ui, đấy. Quả bóng này. Mấy con cá kìa các bạn ơi. Rồi, bây giờ cho chị chỏ trao hết cá vào đây luôn nhá. Chị Thao sẽ dùng cái rổ này để trao này. Ui. Wow, con cá gì đây? Đây là một con cá mập đầu múa, một bạn cá vàng này các bạn ơi. Ui, to chưa? Wow, mình sẽ thả vào đây luôn nhá. Rồi, đâu đâu, xem nó có bơi được không? Đấy, nó bơi này các bạn này. Bơi to chưa này? Đâu đâu đâu. Đâu rồi? Ui, đấy, một con cá khủng khủng lồ luôn. Ui. Khổng lồ luôn này các bạn này. Ui, nó nhảy xuống. Rồi. Wow. Con ngựa vằn nữa này các bạn. Đâu, con ngựa vằn đâu? Đây là bạn ngựa nó kêu. Rồi. Này các bạn này. Wow. Ui, dưới này nhiều, ui, còn nhiều không? Các bạn này. Ui. Ui, nhiều quá các bạn ơi. Wow, wow. Đã chưa này. Ui, các bạn ơi này. Các bạn ơi, mình có bắt được những đấy, con gì đây? Này. Ui, đây là con gì này. Nữa đây này. Ui. Ui, đây là con rắn đúng không? Wow, một con rắn này. Cắn tay của bạn đấy. Cho vào đây đi. Bây giờ mình để đây nhá. Đây nữa này, một con bọ cạp này. Này. Ui. Ui. Nó cắn đấy các bạn này. Đây là một con cua nữa này. Ui. Ui. Đây này. Con vịt nữa này. Ý. Wow, nhiều chưa này đấy. Các bạn này. À, bạn đi. Ui. Để đây cho bơi. Ở dưới này xem còn cái gì. Ui, đây còn hai con cá nữa này. Ui, có nhiều bông hoa thế này. Wow, mình sẽ mang cái bông hoa này lên nhá. Ui, đây này. Bắt. Wow. Bắt bạn cá này nhá. Đây, bắt bạn cá lên đi. Bắt đừng lô bạn, một bạn. Rồi, một bạn rồi. Còn một bạn nữa này. Còn một bạn nữa. Ui, ui. Ui, nó nhanh lắm. Nhanh chưa này. Wow, bây giờ mình để cho vào đây đi. Ở đây đã nhá. Rồi, để mình cho vào đây. Sao nhá. Ừ, đổ hết vào đây nhá. Wow, đẹp chưa này? Ui, đấy, cho bông hoa đây. Wow. Ui, cái bể của mình ha, bao nhiêu con cá ở trong này rồi. Bây giờ mình sẽ đặt thêm một con sư tử ở góc này nhá. Ôi, chà. Các bạn ơi. Wow. Một bạn nâu ở đây nhá. Đấy, những bạn lật đặt mình sẽ wow. Đặt ở đây nhá. Ui, wow. Con ốc xanh mình để ở đây nhá. Những bạn lật đặt mình sẽ giải khắp nơi nhá. Ở đây này. Ui. Nhiều chưa? Nấm của chị Thỏ đẹp không? Wow. Ui này, nhiều chưa này các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn thấy kênh của mình hay, các bạn like và đăng ký kênh cho mình nhá. Wow, nhìn này nữa này. Cá của mình này. Ui, những cái con cá mập đầu búa này các bạn này. Ôi, ui. Chị Thỏ lại nghịch ở đây này, có một cái gì đây này? Đây lại có một cái cây trong chóng nữa các wow, bạn. Wow, đúng rồi, wow. Các bạn ơi, đây là một cái cây trong chóng thần kỳ đây này. Mình sẽ cho nó bay này. Trong chóng thần kỳ biến ra cái gì đây? Biến. Ui, trong chóng của bạn biến wow. Ra ba con rắn kia kìa. Đâu đâu đâu, nó biến ra ba con rắn luôn hả? Trong chóng ui. Này đẻo rồi, tính wow. Ra là biến ui. Ra ba con rắn sao kìa. Lại biến ra ba con rắn này nhỉ? Yêu ui, nhìn này. Toàn là rắn thôi này. Ơi. Wow. Ui, các bạn nhìn này, ui. Con rắn màu đỏ này. Yêu ui, có con rắn này lại con rắn màu đỏ này. Ui. Wow, được ba con rắn luôn, mình sẽ túm cái đầu nó nhá. Ui, ba con rắn này các bạn ơi. Rồi mang về luôn nhá. Wow, để mình biến tiếp nhá. Ui chà. Nào, chị Thỏ ơi biến đi. Nào. Ơi. 2 3. Bùm. Rồi, mở lên đi. Wow, ui. Ôi. Trời. Chị Thỏ lại biến ra được hai ba con cá sấu à? Ui sao chị Thỏ lại biến ra cá sấu nữa rồi các bạn ơi. Ui đâu xem nào. Ui các bạn ui. Ơi các bạn nhìn kìa. Đâu đâu đâu. Để mình xem mấy con này xem nào. Ui, mình thu phục con cá sấu này nhá. Ui. Ôi thôi thôi thôi. Từ từ từ, nó đang trốn đi đây này. Nó chui kìa các bạn kìa. Ui con này. Ui đâu đâu. Con nó trốn kìa các bạn ơi. Từ từ từ. Bắt nó lại. Từ từ từ. Ui ui, con này nó đang trốn đi đâu đây? Ui các bạn ơi, để mình khóa cái mồm nó lại nhá. Ui xạ. Ui. Ui. Ui, được rồi, mình khóa được cái mồm con cá sấu này rồi. Mình đã thu phục được một con cá sấu rồi. Đây rồi, đây rồi. Wow, đây rồi, mình khóa được cái mồm nó rồi. Wow, nhìn đây này, ui ui, nó đang cặp mình này. À, ui, hay là bây giờ mình mang về cái bể của mình đi. Ồ, đây là có hai con gì nữa, mang nốt về đi.
đây đây đây, đây. Cầm mình... cầm cái con này nữa đi. Rồi, ui, mình ui các bạn ơi, con đây. Cá sấu này tinh nghịch quá này. Rồi, wow. Nào, bây giờ mình cầm này mình thả vào cái bể của mình đi. Ui các bạn ơi, mình về đến nhà rồi đây này. Wow, ui con cá sấu này. Bây giờ cá sấu của mình này các bạn. Ừ, bây giờ mình sẽ thả ở đây nhá. 2 3. Ui, cẩn thận cẩn thận. Ui, đây này. Nó đang nhe răng ở dưới này này. Ủa kìa, nó trốn ở đằng kia góc kia rồi đây này. Ui các bạn ơi. Ôi, như vậy. Hồi nãy mình còn bắt được hai con này, con này. Con gì đây? Con búp bê đúng không các bạn? Wow, ui cái dài nó. Ui nó dài ra được. Ui nó dài kìa. Wow. Ui nó dài ra được kìa các bạn ơi. Wow, đây là một hình em bé nữa này. Ui, già già mình để đây nhá. Đây là một cái con em bé này các bạn này, nó đang ti bình sữa này các bạn này. Ừ, đúng rồi. Để đây nhá. Wow, như vậy là hôm nay này. Wow, mình bắt được nhiều các con vật chưa này. Em bé có sư tử, có bạn nâu này. Ừ. Và rất là nhiều các con vật, đặc biệt là những cái bạn cá sấu này. Đây còn có những cây nấm để chơi nữa. Ui, này các bạn. Đẹp chưa này, đẹp chưa này. Cái cây nấm của mình này các bạn này. Wow. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn like và đăng ký kênh cho mình nhá. Hẹn các bạn tập sau.